Hello cả nhà có khỏe không? Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Sara Nguyễn Cuộc Sống London. Thì hôm nay nhân dịp học viên của em nhận được cái hộ chiếu của nước Anh thì em sẽ đăng lên đây cho mọi người tham khảo về cái thông tin lịch trình mất bao lâu để mình xin được một cái quyển hộ chiếu nước Anh. Thì đối với chị học viên này thì em dạy cho chị tất cả các bằng tiếng Anh luôn. Và sau khi dạy bằng tiếng Anh thì em sẽ giúp chị đi về đích cuối cùng luôn, đó là nhận được cái quốc tịch Anh. Thì đây, đó, thì các anh chị nhìn đây, ôi hộ chiếu của bạn đang ở trên đường về nhà kìa. Nhìn là thấy thích rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhìn theo cái lịch trình nha. Thì đối với cái lịch trình này thì các anh chị thấy nè, mình nộp cái đơn là vào ngày 17 tháng 11 năm 2021. Đó thì có ngày giờ luôn là 6 giờ 53 phút. Và sau đó thì người ta sẽ yêu cầu cái người làm chứng để cho xác nhận cái danh tính. Thì sẽ gửi liền ngay sau đó lúc ngày 17 tháng 11 2021 luôn. Và sau đó thì cái email được gửi đến cho cái người mà xác nhận danh tính của mình á, là vào ngày 18 tháng 11 2021. Sau đó thì cái người làm chứng đã xác nhận cái danh tính rồi, và cái thông tin đã được nhận là vào ngày 18 tháng 11 2021. Thì sau khi xác nhận danh tính thì cái đơn được nhận, thì cái đơn được nhận là vào ngày 18 tháng 11 2021. Thì sau đó tài liệu giấy tờ của mình sẽ gửi đi và người ta sẽ nhận giấy tờ tài liệu của mình là vào ngày 24 tháng 11 2021. Và đến cái giây phút mà mọi người mong chờ nhất nè, và đơn xin đã được duyệt thành công rồi, oh yeah, đó là ngày 6 tháng 12 năm 2021. Và cuối cùng là quyển hộ chiếu đã được in và đã được gửi đi rồi vào ngày 7 tháng 12 năm 2021. Và sau đó thì ngày 8 tháng 12 2021 thì chị học viên của em nhận được hộ chiếu, và hôm nay ngày 9 tháng 12 em đăng lên khoe cả nhà đây. Thì các anh chị nhìn thấy rất là nhanh gọn lẹ đúng không? Thì thường á thì mình làm một cái dịch vụ thì ai cũng làm được hết, nhưng cái quan trọng nhất là cái sự mát tay cũng như cái sự nhanh nhẹn, nhanh gọn lẹ và phát một thì không phải ai cũng có được sự may mắn này. Nên là đối với các anh chị học viên tìm đến em là chỉ cũng vì một lý do duy nhất như vậy. Nên là các anh chị có cần thông tin, hỗ trợ thông tin gì thì đừng có ngần ngại liên hệ đến em nha. Thì em sẽ giúp hỗ trợ các anh chị từ A đến Z luôn, để khi các anh chị về đích đến điểm cuối cùng luôn. Thì em xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái video này, và chúc tất cả các anh chị em người Việt của mình sống ở nước Anh đều nhận được quốc tịch Anh sớm nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.